Nên nó đi được một cái đường rất là thẳng nha. Rồi nếu mà nó không ngoặt cái này thì nó sẽ hy vọng là chúng ta sẽ góp một cái chút. Công việc của việc lấy dữ liệu nó còn nhiều hơn, ví dụ như là cho bệnh nhân ăn để chấm sạch hay là đi lại, thì bệnh nhân mình công kỹ thuật viên của lấy dữ liệu nó cũng đòi hỏi phải là nhịp tim bệnh nhân hơn để bệnh nhân yên tâm. Thì 3 giờ 22 rồi 3 rưỡi thì sáng mai đi sớm. Sáng mai đi. Chắc là hồ sơ sẽ có sớm hơn. Không, nhưng hồ sơ sẽ có sớm hơn. Đây này, phòng đó 8 bộ. Thank you.